Sau một số những vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại trường học thì vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn trường học càng được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm. Thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp liên ngành quản lý chặt các bếp ăn trường học nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Với 2.793 trường học có bếp ăn bám trú, hàng ngày các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ trung bình trên 800.000 học sinh ăn bán trú từ 1 đến 4 bữa trong ngày, tùy theo từng trường, số lượng suất ăn lớn nên ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể xảy ra nếu các khâu từ lựa chọn thực phẩm đến chế biến không đảm bảo. Vì thế, Sở Y tế Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nêu cao trách nhiệm của Ban giám hiệu của phụ huynh trong vấn đề này. Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra bếp ăn trường học. Việc thanh tra kiểm tra sẽ có sự phối hợp với Ban phụ huynh.